Audi Gaming họ chủ động di chuyển để áp sát vào khu vực của KTV Impact Thailand Academy. Bắt đầu tap và Levit là người có mạng chiếu Jam Tiger vào trước đó. Thì Jam Tiger cũng đắp được vị trí của Sticky đi rồi. Tap về gầm xe. Hai viên của tôi sẽ có mạng. Bên này Jujun có được mạng vị trí của Zelosi. Made in Thailand Academy đã phải dừng lại ở vị trí đó là top 6. Easy Esports ở đây thì họ cũng đang có tình huống áp liên tục với team Armory Gaming. Và Levit tới quả net, pha stack net cơ bản và đơn giản dành cho bên phía team Zinspedable đã nâng cái tổng số kill của họ lên con số là 12. Levit nhưng kiếm được cho mình là 2 kill. Bắt đầu có những quả net được ném ra đến từ vị trí của Nam Si, nhưng đây không phải là góc mở lý tưởng dành cho bên phía team Zinspedable. Văn Nghị có tình huống confirm Vergus và DBZ Gaming bị mất thêm một người nữa. DXG đi luôn ở tình huống top tier thứ 8. Glory đang là người di chuyển thuyền. Đây rồi, một pha bắn thẳng mặt vị trí của dài. Rất đau và ngay lập tức là có nét được nhồi ra. Nhưng quả nét này đến lúc không kịp. Nó nổ không kịp lúc để knock out được vị trí của dài. Anh chàng này vẫn lên được máu. Nếu như nó luồn ra được đằng sau thì tôi nghĩ là vị trí của dài khả năng là cũng sẽ ăn rất đau đội đa gây ra. Nhưng bây giờ thì head up anh ta bị lửa đốt. Còn vị trí của Glory đã bị out bởi Momoji với hai người. Nhưng mà bị Colony họ vẫn đang gây ra đủ sự khó chịu cho phía team Game Home Hà Đông. Đằng sau đang là vị trí của Phong đặt tâm tốt và bắn tốt đến từ vị trí của Momoji. Nhìn tình huống đặt tâm vừa rồi là tôi đã thấy là một điểm chẳng lành cho phía team Game Home. Momoji anh ta vẫn đang có những dấu hiệu muốn phi qua là Smoke và đang làm điều đó thật này. Zai đã xác định được vị trí của player phía team Game Home Hà Đông là Smoke, nó vẫn đang là dày đặc. Nhưng mà bên phía của team Game Home Hà Đông không phát được khỏi súng của Momoji cũng như là Zai với team The Colony. Chiến thắng dành cho The Colony rất bất ngờ. Top tier thứ 8, rất nhiều nét được trả vào đến từ cả TE và cả UNP. Cùng bên này thì Tài còn bắt mãi với team Blood, các team về Jack Gaming rồi. Một cái góc mà Cerberus họ sẽ có cơ hội clear các team của team về Jack Gaming nha. Một tình huống giao tranh mà chúng ta thấy là 4 đội tuyển nằm xuống với 2 đội tuyển Academy đến từ Thái Lan, kể cả các đội tuyển điểm sinh Kevin nữa. Tài con này bắt đầu nhả vị trí của đầu riêng. Tài con làm 2 rồi và sẽ làm trúng clear tay bộ các đội tuyển điểm sinh Kevin từ vị trí của Tài con. Và sau đó thì The Spendable họ thư biết rằng Easy Smoke đã đẩy lên cuộc 2 cao rồi, sẽ làm trúng giao tranh 4v4 hấp dẫn này. Và ai sẽ là giành được cho mình kết top 1? Nếu như Easy Smoke có những kết top 1 thì họ vẫn sẽ nuôi hy vọng có mặt trong top 3 để có thể có cho mình được những phần thưởng đến từ nhà tài trợ WD Black. Bên kia tướng Jet bắn tốc có được mạng của Zul rồi. Liên tục là những pha trả đồ đến từ cả hai team. Quả Flash và Smoke được rất nhiều. Easy Spot mất đi cái tên CP. Nam Si anh ta chỉ bấm nút W lên thôi và Nam Si càn quá tốt. Hai người của Easy Spot không có sự chống cự, đó là CP cũng như là vị trí của Rafa. Và trên tay của Nam Si thì vẫn là một khẩu AK tiếp tục đẩy đến từ của Nam Si. Ngoài cái sự hổ báo ra thì có lẽ là Nam Si anh ta chỉ cần có vậy mà khiến người đồng đội cũng như là đối thủ của mình phải khiếp sợ. Nam Si tiếp tục có bên mình cái mạng của Smell. Đây là sân chơi riêng của Nam Si ở vòng vòng cuối, ở một pha độc tấu với triple kill. Và bây giờ thì để cho vị trí của Nam Si có được cho mình cái qua ra kill và một cú ace cũng như là giúp cái thể về team gì hay là một top một thế nào, đó sẽ là ace và qua ra kill hợp lý. Vị trí của tuần đây rồi, Nam Si đó là ace, qua ra kill và ace.